Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay thứ tư, chiều thứ tư, Ngao Thành Tham, Bắc Mỹ. Thì nói chung nếu hôm nay ai mà xem chứng khoán Mỹ thì bữa nay chứng khoán Mỹ rớt hơn 800 điểm. Những người nào mà chơi chứng khoán cực kỳ nguy hiểm. Bữa nay là ngồi, mấy người mà chơi chứng khoán bữa nay là ngồi khóc ròng. Nhưng mà chơi chứng khoán mà chơi nhỏ lẻ anh chị các bạn rất là tơi bời ba lá. Chào anh chị các bạn. Nói chung thì chứng khoán thì nó là một cái nơi giao dịch của cái cộng đồng ở bên Mỹ, nó là cộng đồng quốc tế. Thì chứng khoán Việt Nam thì tôi thấy bữa nay rất là mạnh, nhưng mà về Việt Nam, bên chị Việt Nam mình giao dịch ở thị trường New York anh chị các bạn rất là ổn định, rớt chỉ có một chút xíu thôi à. Nó gọi là chấm hai khoảng chưa tới chấm hai nữa, rất là nhẹ. Cái giao dịch của Việt Nam rất là tốt, tại vì thị trường của Việt Nam mình là thị trường mới, mình mới đây thôi, mình chưa có bị lệ thuộc vào những cái nền kinh tế lớn của những cái quốc gia lớn như châu Âu hay là tập đoàn Mỹ rồi. Mình mới bắt đầu vươn ra thôi, cho nên anh chị em các bạn thấy kinh tế Việt Nam hiện nay phải nói là tốt theo lời mình nhìn thấy rất là ngon. Mặc dù những cái biến động chính trị và những cái kinh tế hiện nay trên cái đất Mỹ này, những người mà chơi chứng khoán rồi đó, họ ngồi họ rất là rung đùi, cũng như cộng đồng quốc tế. Vấn đề rớt hôm nay là do thằng Trung Quốc với lại thằng Đức, hai thằng đó nó đang run sợ trước cái sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, cho nên nó làm cho cái dàn chứng khoán ở Mỹ rất là giả mang bữa nay rớt hơn 800 điểm. Nó bị ảnh hưởng, chỉ có hai thằng đó nó run sợ trong cái cuộc đấu đá Mỹ Trung. Các bạn nên nhớ là hiện nay thằng Đức ấy, cái nền kinh tế của nó cũng tốt lắm á, cho nên nó mà nhúc nhích cũng làm ảnh hưởng. Thằng Đức hiện nay nó dẫn đầu bên châu Âu á anh chị các bạn, kinh tế của châu Âu thằng Đức nó dẫn đầu á, cho nên thằng Đức nó rung, thằng Trung Quốc nó cũng rung theo, nó rung đùi theo, thành ra nó rớt, nó tụt tơi bời ba lá. Tôi nói chung thì tôi không chơi chứng khoán, nhưng mà tôi cũng trông cho cái thị trường chứng khoán nó đi vào cái cơn khủng hoảng sụp toàn bộ, để đặng dạy cái đám chống cộng hô hợp ở bên Mỹ này một bài học. Tôi nói thiệt á, nếu mà kỳ này mà rớt vào cái cuộc khủng hoảng toàn diện, tôi nói chị các bạn, tôi về tôi mừng heo mừng bò ăn mừng, tôi về Bảo Lộc tôi mừng heo mừng bò ăn mừng, để đặng dạy cho cái đám chống cộng cực đoan ô hợp bên Mỹ này một bài học mà nó không bao giờ quên. Cái năm 2008 nó chỉ chưa đâu anh chị các bạn, cái rớt cái chứng khoán năm 2008 nó chỉ là nhẹ thôi. Cái chu kỳ của Mỹ nó rớt, cái nó gọi là nó sụp toàn diện á, như năm 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 lăm rồi 1900 năm, tôi nhớ 55 thì phải, 55, 50 gì đó, nó rớt, các bạn biết kinh hồn lắm. Nhưng mà hàng chính quyền Mỹ nó cũng bình thường thôi à, như tôi đã nói anh chị các bạn, nó là cái thằng mà nó lấy được cái tiền thế của người dân. Đấy, dân chỉ là những người mà khốn khổ thôi, dân là chỉ là những người mà chịu thiệt thòi thôi, còn thằng chính phủ nó vẫn thu thế về, dân có rớt cỡ nào rớt nhưng mà dân vẫn phải đóng thế, vẫn phải nợ nữa. Cái thằng tư bản Mỹ nó có cái lợi thế chỗ đó. Thành ra tôi cũng trông chờ cho cái sự rớt. Còn Việt Nam mình không có ảnh hưởng bao nhiêu đâu anh chị các bạn, tại vì mình là một cái quốc gia tự cung tự cầu và tự cấp. Mình sống, mình người dân của mình cũng vậy, là mình sống bằng tiền mặt nhiều hơn, mình không có giao dịch bằng ngân hàng nhiều nữa. Khi mà các bạn mà giao dịch ngân hàng nhiều, tụi ngân hàng nó nắm đầu nắm cổ mình, nó nắm cán mình, cho nên cái xã hội Việt Nam hiện nay phải nói là kinh tế rất là ổn định. Theo tôi thấy, rồi tôi về tôi sống tôi thấy vậy.
như các bạn thấy hiện nay ngay cả thằng Mỹ nó cũng cần cái thị trường của mình để đặng mà nó nhập khẩu về, nó nhập khẩu những cái nông nghiệp của nó qua Việt Nam đó. Theo tôi xem cái thống kê là Việt Nam mình nhập khẩu của thằng Mỹ về vấn đề mà thực phẩm đó nha, về bên nông nghiệp đó anh chị các bạn, 140.000 tấn năm rồi ấy. Khủng khiếp không? Mình đang tiêu thụ bên nông nghiệp của thằng Mỹ rất là lớn. Cho nên hiện nay, bởi vì các bạn thấy ông Trump ông rất là khoái, hiện nay ông rất là khoái Việt Nam, mình làm ăn hai chiều với thằng Mỹ. Đấy. Dù kinh tế thằng Mỹ nó có sụp đi chăng nữa, nó vẫn cần cái kinh tế Việt Nam. Hiện nay nó cần, thằng Mỹ nó cần cái kinh tế Việt Nam để nó giải quyết cái khủng hoảng của nó với thằng Trung Quốc đó anh chị các bạn. Tại vì nó xuất khẩu qua Trung Quốc chỉ có 120 tỷ thì các bạn nghĩ đi, nó dần nó sẽ tìm cách nó giải quyết qua bên, nó đưa qua Việt Nam và những cái nước châu Á người ta đang cần về nông nghiệp đó. Mà các bạn thấy, bởi vì các bạn thấy hiện nay thịt gà, thịt heo Việt Nam bắt đầu nó chuẩn bị vô của Mỹ, nó chuẩn bị vô Việt Nam giá rất là bình dân. Các bạn, tôi xem trên báo thì một số người họ nhận định rằng gà của Mỹ nó đi vào, gà công nghiệp của Mỹ nó đi vào Việt Nam là gà thừa thải ở bên Mỹ. Cái này không đúng nha anh chị các bạn. Cái này mình coi mấy tờ báo có một số người họ bình luận đó, một số những người bên nông nghiệp rồi họ bình luận cái này, theo tôi đó là cái đó là sai. Họ nói rằng thằng Mỹ nó không có ăn đùi gà với lại ăn cánh gà. Cái này là hoàn toàn không đúng. Các bạn biết đùi gà với cánh gà nó mắc lắm á, ở bên Mỹ nó mắc hơn là cái ức gà. Mỹ nó chuộng cái đùi gà với lại cái cánh gà, chỉ có cái cánh gà mà cái phần cuối thôi nó không thích thôi. Các bạn biết năm 2008 chỉ trong mùa football thôi đó, cái mùa đánh banh của thằng Mỹ đó, nó ăn 1.38 tỷ cánh gà. Anh chị các bạn thấy nó ăn khủng khiếp không? Cái nó ăn gà dữ lắm á, thằng Mỹ nó ăn gà dữ lắm. Nó sản xuất là gà anh chị các bạn, nó sản xuất bằng, nó sản xuất nông nghiệp mà, nó sản xuất hàng lớn, chứ sản xuất rất là quy mô. Cho nên giá gà của nó rất là rẻ. Các bạn biết nó thu vô á, ở chợ đó nó thu vô chừng, theo tôi đó, tôi chưa nghiên cứu này kỹ lắm, mà tôi biết tôi làm ăn thì tôi thấy đó, hồi đó tôi cũng có tìm hiểu về vấn đề bên chợ, đồ đi qua Cali hỏi về vấn đề mà mình lấy wholesale á. Các bạn biết Mỹ mà mình mua wholesale á là mình mua gốc á rất là rẻ. Theo tôi á thì nghĩ là nếu mà nó thu vô khoảng chừng 15 cent một pound bên này à, thì cho 20 cent một ký đi. Các bạn thấy không, thành ra nó nhập về Việt Nam số lượng lớn, phải nhập càng lớn là càng rẻ. Thằng Mỹ nó vậy đó. Các bạn đi vô trong những cái siêu thị lớn của Mỹ như vậy đó, đi mua mà hải càng nhiều thì nó càng rẻ. Nó bán số lượng lớn, nó thu về cái giá wholesale mà chợ nó bán, nó phân phối như vậy đó, rất là rẻ. Nó mua một, nói chung là nó mua một nó phải bán gấp 3 thì nó mới có lời. Tại vì chợ cũng vậy nữa, nó bán ra thì các bạn nghĩ đi, nó phải bán gấp 3 vì nó phải tính hao phí hay là hư hao rồi cái hết hạn định của nó nữa. Bởi vì cái khi mà anh chị các bạn mà vô chợ những ngày mà gà mà nó gần hết cái ngày hạn định của nó đó, nó bán gần như là cho không vậy, nó bán 50 cent pound hay là 30-40 cent pound cũng có, nó bán giá gốc á, giá wholesale á, bên này nó gọi là wholesale. Nhưng mà anh muốn mua được cái wholesale á, anh phải có giấy phép kinh doanh. Tại vì những người đó khi họ mua vậy là họ đứng ra họ sẽ chịu trách nhiệm về những cái lô thịt gà đó hết. Tại vì tôi làm ăn bên này cũng vậy, khi mà tôi có license vậy, tôi mua đồ, anh chị các bạn biết tôi có thể mua một cái máy, hôm tôi mua giùm một thằng bạn, nó kêu người ta lại mà làm cho nó một cái máy lạnh mà 5 tấn, anh chị các bạn biết đó, là tụi kia nó đòi 6.500, mà trong khi đó tôi mua chỉ có 2.500 thôi. Bạn thấy không, nó lời khủng khiếp như vậy đó. Tôi mua giùm nó cái máy, tại vì tôi có license, tôi có giấy phép thành nghề, cho nên tôi được mua cái đó gọi là wholesale. Còn khi mà các anh chị các bạn không có giấy phép thành nghề ở bên Mỹ đó, gọi là ở bên Mỹ đó, giấy phép kinh doanh đó, thì mình ra mình mua, nó gọi là mình mua retail, nó không có bán cho mình giá wholesale. Mà nhiều khi nó không bán cho những cái người mà vô ngay chỗ những cái wholesale để mua nữa. Thành ra anh chị các bạn phải nên biết rằng cái vấn đề wholesale với là retail nó khác nhau rất là nhiều. Retail là cái giá mà nó bán ra cho người sử dụng,
là wholesale á, là nó bán cho cái giá đó cho đại lý, cho chợ, cho những cái chợ đó nó bán ra. Thì nó gà gà về Việt Nam tôi thấy có một số ở trên, tôi xem tin tức trong nước đó thì có một số người họ cho rằng, họ đưa ra những cái thông tin là nói rằng Mỹ đó là gà đó là gà Mỹ nó bỏ để làm thức ăn bột cho gia súc, không có vậy. Nó chỉ lấy đầu thôi, nó không ăn đầu, ăn cổ thôi, chân thôi, đầu cổ chân thì nó không ăn thôi, cái loại gà công nghiệp á nó không ăn. Mấy cái đó thì nó đâu có xuất khẩu, mấy cái đó nó đâu có xuất khẩu, tụi nó làm ăn mà như thằng Mỹ vậy, nó về nó sản xuất nông nghiệp thì nó làm ăn bài bản đâu qua đó. Cho nên các bạn ăn thịt gà Việt Nam, gà công nghiệp nói chung ăn cũng được nếu mình biết chế biến. Mỹ nó luôn luôn khuyến khích người dân Mỹ ăn gà hơn là ăn tất cả những loại thịt khác, tại vì các bạn biết nó gì những đề mập béo rồi bệnh bệnh mỡ, bệnh tiểu đường, bệnh cholesterol, bệnh mấy người bị mập béo phì đó, là bác sĩ chứ bao giờ cũng vậy, nó chịu ăn thịt gà thôi và không ăn thịt bò, thịt heo và những cái loại thịt khác. Gà nó luôn luôn nó tốt hơn những cái loại thịt khác, và người Mỹ nó chế biến lại. Cho nên anh chị các bạn thấy hiện nay gà công nghiệp của Mỹ nhập về Việt Nam 18.000 ký, thì theo tôi thì cái giá đó là phải chăng, tại vì nó bán về cho Việt Nam mình là nó bán cái giá wholesale, nó bán cái giá bán sỉ, không ta gọi là bán sỉ, Việt Nam gọi là bán sỉ. Cho nên người dân Việt Nam mình được hưởng cái những cái thịt rất là ngon, chứ không phải là đồ đó là đồ phế phẩm đâu anh chị các bạn. Cho nên mình cẩn thận, coi chừng một số những người mà họ những thành phần mà nó chống phá đất nước đồ, nó len lỏi rồi cái nó đưa những cái thông tin sai cho một số những người, người ta chưa có hiểu về vấn đề mà thương trường làm ăn bên Mỹ anh chị các bạn, họ chưa có hiểu được những cái thương trường như vậy, họ nhận định sai. Cho nên Lợi Minh ở bên này, Lợi Minh làm ăn, Lợi Minh hiểu được những cái cách thức làm ăn của tụi Mỹ. Hiện nay thì nông nghiệp Việt Nam của mình, thằng Mỹ nó đang cần dữ lắm, nó đang cần mình mua những cái nông sản của nó. Các bạn nghĩ đi, năm 2008 mà mình đã mua 100, tôi nhớ là 140.000 tấn về nông sản của Mỹ, rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Và những cái sức giao dịch hàng hóa của Việt Nam mình vào Mỹ hiện nay cũng tăng rất là mạnh, về nông sản của mình đó mà tăng rất là mạnh, ngay cả những cái mặt hàng mà công nghệ cũng vậy. Giày dép áo quần đồ mình nhập vô Mỹ càng lúc càng nhiều, rất là lớn, nó tạo ra công ăn việc làm cho người dân Việt Nam mình rất là nhiều. Cho nên những cái biến động của tình hình mà kinh tế ở dàn chứng khoán nó đánh vào mấy cái tụi mà tư bản nhiều hơn, mấy cái tụi mà chơi chứng khoán, còn dân trung lưu thì người ta vẫn có công ăn việc làm bình thường. Anh chị em các bạn thấy đời sống ở Việt Nam hiện nay thì nó vẫn sầm uất, nó vẫn buôn bán rất là tấp nập. Tôi thấy những cái người lao động phổ thông ở Việt Nam hiện nay họ có những cái cuộc sống vật chất càng lúc nó tốt hơn. Nếu mà mình nhập được những cái nông sản của Mỹ vào Việt Nam thì nó sẽ ổn định được cái nông nghiệp của mình, tại vì nông nghiệp của mình làm mình bị trở ngại rất là nhiều, mình chưa có cái kinh nghiệm làm nông nghiệp về vấn đề vĩ mô rồi đó, cho nên mình bị thất mùa liên miên, thất mùa triền miên. Lúa của mình cũng vậy, lúa của mình chưa có đạt được chuẩn cao nữa. Các bạn thấy lúa gạo của mình cũng mình chỉ có số lượng thôi mà mình chưa có chất lượng. Gần đây thì nhà nước bên bộ nông nghiệp họ cũng khuyến khích Việt Nam của mình trồng những cái loại lúa mà cao sản, tại vì ngày xưa đất nước mình còn nghèo, mình trồng những cái loại lúa các bạn biết là lúa nước, nó lớn, nó to, nó lớn, nhưng mà gạo, hạt gạo thì nó nở rất là nhiều mà nó khô, nó không ngon. Tại hồi đó mình cần gạo thóc để đặng mình ăn, nuôi vừa nuôi quân mà vừa xây dựng đất nước nữa. Còn bây giờ đất nước đã ổn định hòa bình thì mình bắt đầu mình sản xuất những cái loại gạo cao sản, mình mới bắt đầu đây thôi. Cho nên vấn đề mà lúa gạo xuất khẩu thì mình vẫn còn thua thằng Thái Lan, thua thằng Phi, thua mấy thằng kia, tại tụi nó đi trước mình lâu rồi và nó sản xuất quy mô nữa. Cho nên các bạn thấy hiện nay về
nông nghiệp Việt Nam của mình, Mỹ nó nhập về những cái phần thực phẩm thì nó sẽ bình ổn cái xã hội nhiều hơn. Những cái dân trung lưu đó họ sẽ chi tiêu ít lại, họ sẽ giá thành nó sẽ rẻ xuống. Các bạn thấy đời sống giữa những người dân lao động đó. Mặc dù bên phía khía cạnh cái những người bà con và bên nông nghiệp họ có gặp khó khăn nhưng mà họ sẽ vượt qua, thì họ sẽ chuyển đổi mục đích làm nông nghiệp, họ sẽ canh tác cái cách khác, chứ không thể nào mà ngồi đó cứ trồng lúa nước rồi vài ba vụ, hay là trồng những cái loại cây mà nó không có đạt chuẩn rồi mình cứ bị thất mùa triền miên. Rồi chăn nuôi cũng vậy, chăn nuôi của mình là mình cứ bị trở ngại về vấn đề mà bệnh dịch ở cái vùng châu Á đó, vùng nhiệt đới, mình lại bị khó khăn về vấn đề đó. Cho nên trong tương lai càng lúc cuộc sống người dân nó sẽ tốt hơn chứ nó không đến nỗi mà tồi tệ, các bạn nên nhớ. Nhưng mà nếu mà nền kinh tế mà toàn cầu nó sụp đó, thì cái đám chống cộng bên Mỹ nó chết mẻ nó hết, cái đám chống cộng bên Mỹ nó sẽ lăn đùng và nó chết. Hiện nay ông Trump đang siết chặt vấn đề mà phúc lợi xã hội là thấy tụi nó mệt rồi. Anh chị các bạn biết cái người Việt của mình, cái đám chống cộng nó lợi dụng phúc lợi xã hội Mỹ, nó ăn ở bên Cali, nó ăn bên đó, nó ăn chọc đầu, nó ăn mà nợ nần chồng lên, ăn thấy nóng lạnh luôn mà các bạn biết mà. Nó ăn nó lấy tiền mặt, nó mua nhà, mua cửa, mua xe. Thành ra gần đây ông Trump ông siết lại vấn đề này, tụi nó cũng mệt lắm. Trong nếu mà kinh tế mà rớt kỳ này một cách mạnh là một cho tụi nó một bài học để biết rằng nước Mỹ của nó là cái gì. Tôi rất là trông đợi cái ngày này, cái ngày mà kinh tế nó sập xuống, để cho mấy cái thằng như cái tên giống như Sơn Tây, Hùng Lân, AQ rồi nó cho tụi mày văng vô vách hết. Mấy thằng này phải cho nó những cái bài học mà nó biết rằng cái sự cuồng mỹ của nó phải trả cái giá như thế nào. Thôi thì lại mình chia sẻ tới đây, chúc anh chị các bạn một ngày mới ở quê nhà an khang. Một lần nữa chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Xin chào anh chị các bạn. Bye bye.